Kinh hoàng với 8 sai lầm cực nguy hiểm, phá nát dạ dày, gây ung thư, suy thận, thọ non lúc nào không hay. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị cũng biết đấy, dạ dày chính là cơ quan tiêu hóa quan trọng trong cơ thể con người. Thức ăn phải phụ thuộc vào dạ dày để tiêu hóa và hấp thụ. Nếu dạ dày bị tổn thương thì sức khỏe con người sẽ bị đe dọa, cơ thể không những không được bồi bổ mà còn khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện. Dưới đây là 8 thói quen sau khi ăn tuyệt đối bạn không nên làm nếu không muốn phá dạ dày của mình. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Kinh hoàng với 8 sai lầm cực nguy hiểm, phá nát dạ dày, gây ung thư suy thận, thọ non lúc nào không hay. Sai lầm thứ nhất chính là ăn uống thất thường, không theo nguyên tắc. Ngày nay, nhiều người bận rộn với công việc và ăn uống không còn đều đặn và giờ giấc như trước đây. Điển hình là thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn uống qua loa. Không ăn sáng là thói quen mà nhiều người mắc phải. Thói quen này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe đường tiêu hóa. Cũng có một số người phải tự bỏ đói một bữa ăn vì họ bận rộn với công việc. Hành vi này có tác động xấu và lớn hơn đến dạ dày. Cơ thể chúng ta vận hành theo đồng hồ sinh học và mọi quy trình diễn ra tự nhiên, mật thiết. Có một thời gian nghiêm ngặt để dạ dày tiết ra axit dạ dày. Nếu không có thức ăn trong dạ dày, khi tiết axit dạ dày, nó sẽ gây ra sự tự tiêu hóa của niêm mạc dạ dày và rất dễ bị viêm dạ dày hoặc loét dạ dày và các bệnh dạ dày khác. Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng cần ăn 3 bữa đúng giờ và việc coi thành công trong kinh doanh của bạn với sự đánh đổi sức khỏe, thậm chí phải bỏ ra nhiều chi phí cho sức khỏe, hệ tiêu hóa là không đáng. Sai lầm thứ hai chính là ăn quá nhiều cùng một lúc. Bây giờ, ngành ẩm thực vô cùng phát triển, khi bạn có tiền trong túi, bạn nhìn thấy nhiều món ngon trước mắt. Việc ăn nhiều là không tránh khỏi. Thậm chí, nhiều người tham gia đầy đủ mọi bữa ăn vì sự cám dỗ của thức ăn khiến họ ăn theo sở thích, ăn rất nhiều. Mặc dù điều này có thể đạt được sự hài lòng và hạnh phúc trong việc ăn uống, nhưng nó cũng là gánh nặng cho dạ dày. Mỗi bữa ăn, đặc biệt là bữa tối, sẽ làm tăng gánh nặng tiêu hóa của dạ dày và đường ruột và sẽ gây ra chướng bụng, đau bụng và các triệu chứng khó tiêu khác, thậm chí dẫn đến thủng dạ dày. Nếu bạn muốn dạ dày của mình trở nên khỏe mạnh hơn, bạn nên ý thức về số lượng và chất lượng thức ăn mà mình ăn vào. Chỉ nên ăn no khoảng 70-80% sức chứa của dạ dày là đủ. Đây là thói quen ăn uống lành mạnh mà chuyên gia khuyên bạn nên duy trì trong suốt cuộc đời mình. Sai lầm thứ ba chính là uống rượu trong các bữa ăn. Thói quen uống rượu trong bữa ăn đã trở nên phổ biến và đó được xem là một vấn đề nghiêm trọng trong quá trình ăn uống của chúng ta. Thậm chí nhiều người coi việc uống rượu trong bữa ăn như một việc cần thiết để giao tiếp xã hội. Những người khác đôi khi chỉ đơn giản là thích uống rượu, nên mỗi bữa ăn phải được thỏa mãn với một số lượng rượu nhất định. Dù là uống rượu để giao lưu bạn bè hay uống theo sở thích trong các bữa ăn thì đều thực sự gây hại cho dạ dày. Tác động của rượu đối với sức khỏe đường tiêu hóa là rất nghiêm trọng. Nó có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, kích thích tiết dịch vị dạ dày, làm trào ngược thức ăn và dịch dạ dày, khiến cho các bạn bị viêm dạ dày hoặc viêm thực quản do trào ngược. Do đó, để có sức khỏe tốt, hãy nhớ rằng bạn đang thật sai lầm khi uống nhiều rượu vào mỗi bữa ăn. Sai lầm thứ tư chính là cởi thắt lưng ngay sau bữa ăn. Sau khi ăn xong, bụng khá no nên nhiều người thường nới lỏng thắt lưng để cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, mọi người không biết rằng động tác này cũng rất có hại cho cơ thể. Động tác thả lỏng thắt lưng sẽ khiến lượng máu trong cơ thể tăng tốc đột ngột, làm trào dịch vị, ruột bị thắt lại đột ngột, giãn nở. Tốc độ lưu thông máu trong ruột tăng nhanh, dễ gây rối loạn tiêu hóa. Nếu xảy ra thường xuyên, sẽ vô cùng nguy hại cho cơ thể. Sai lầm thứ 5 chính là vừa ăn xong đã tập thể dục. Một số người yêu thích vận động cho rằng tập thể dục sau bữa ăn có thể tiêu hao năng lượng của cơ thể, từ đó giúp giảm cân. Nếu chúng ta tập thể dục ngay sau bữa ăn, máu sẽ chảy nhiều hơn đến các cơ và xương vận động.
quá trình tiêu hóa thức ăn của dạ dày và ruột bị cản trở. Biểu hiện trực tiếp nhất là đau dạ dày sau khi vận động. Lâu dần, lối sống không tốt này sẽ dễ gây ra nhiều bệnh về đường tiêu hóa hơn như các bệnh thông thường về dạ dày, viêm ruột thừa. Sai lầm thứ 6 chính là đi ngủ ngay sau bữa ăn. Sau khi ăn xong, thường cảm thấy rất buồn ngủ nên không ít người mau chóng nằm xuống giường ngủ một giấc. Điều này sẽ khiến nhu động đường tiêu hóa sẽ chậm lại, giảm tiết dịch tiêu hóa, thức ăn không được tiêu hóa hết. Hơn nữa, vừa ăn xong, dạ dày còn chứa đầy thức ăn, chức năng tiêu hóa đang ở trạng thái vận động. Lúc này, việc nằm ngủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của dạ dày và không có lợi cho việc hấp thụ thức ăn. Đồng thời, máu cung cấp cho não không đủ sau bữa ăn. Nếu bạn đi ngủ ngay sau bữa ăn, sẽ dễ dẫn đến đột quỵ do lượng máu cung cấp cho não không đủ. Ngoài ra, sau khi chìm vào giấc ngủ, tốc độ trao đổi chất trong cơ thể giảm, dễ chuyển hóa calo có trong thức ăn nạp vào cơ thể thành chất béo và khiến cho người ta béo lên. Sai lầm thứ 7 chính là ăn các loại thức ăn quá nóng. Khi thuyết phục mọi người ăn ở trên bàn ăn, chúng ta thường sẽ thuyết phục mọi người ăn khi còn nóng. Thực tế điều này là sai. Ăn thức ăn nóng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của niêm mạc miệng và thực quản mà còn làm hỏng ruột và dạ dày, niêm mạc dạ dày và gây ra các bệnh như loét dạ dày. Nếu bạn ăn đồ ăn nóng thường xuyên sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư như ung thư thực quản. Vì vậy, để có sức khỏe tốt, tốt hơn là đợi các món ăn nguội bớt, chỉ còn cảm giác ấm trước khi ăn. Thức ăn đang nóng hoặc hơi khói bay nghi ngút thì bạn nên chờ một lát rồi mới ăn. Sai lầm thứ 8 chính là ăn trái cây ngay sau bữa ăn. Bạn có biết rằng việc ăn trái cây ngay sau bữa ăn sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa? Vì thức ăn sau khi vào dạ dày phải trải qua quá trình tiêu hóa từ 1 đến 2 giờ mới có thể thải ra ngoài từ từ. Nếu mọi người ăn trái cây ngay sau bữa ăn sẽ bị thức ăn đến trước đó chặn lại dạ dày, khiến trái cây không được tiêu hóa bình thường trong dạ dày. Và ở trong dạ dày quá lâu, gây ra các triệu chứng như chướng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Nếu mọi người kiên trì lối sống này trong thời gian dài, sẽ gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày. Tuyệt đối tránh ăn khi bụng đói những loại thực phẩm này nếu không muốn rước họa vào thân. Quý vị thân mến, thông thường khi bụng đói, chúng ta sẽ không suy nghĩ quá nhiều về việc nên ăn gì cho bổ dưỡng hoặc là cân nhắc xem món ăn này có phù hợp để ăn khi bụng đói hay không. Và bạn biết đấy, bất kể món ăn nào xuất hiện trước mặt chúng ta vào thời điểm này đều trông thật ngon lành và hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế khuyến cáo, có những loại thực phẩm cực kỳ nguy hại, tuyệt đối không nên ăn khi bụng đói. Nếu không, sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như béo phì, đau dạ dày và thậm chí là viêm đường ruột cấp tính, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng. Hãy cùng ban biên tập chương trình đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Thứ nhất chính là nước mật ong. Các chị em hay có thói quen là uống mật ong lúc thức dậy để cải thiện vóc dáng lẫn da dẻ, nhưng họ lại không biết rằng uống nước mật ong khi bụng đói sẽ làm dạ dày tiết dịch axit nhiều hơn, lâu ngày sẽ dẫn đến loét dạ dày hoặc tá tràng. Chưa hết, nếu bạn đang bị đau bụng thì việc uống nước mật ong sẽ còn gây thêm bệnh tiêu chảy lẫn viêm dạ dày. Uống nước mật ong không xấu, nhưng chị em cần phải có thời điểm thích hợp. Buổi sáng hãy ăn trước một cái bánh lạc để dằn bụng rồi uống sẽ tốt hơn. Lưu ý thêm là không được uống nước mật ong quá nóng, bởi khi đó các vitamin và mùi vị sẽ bị nhiệt độ phá hủy, từ đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của mật ong. Vị trí thứ hai thuộc về sữa tươi. Các loại sữa thường chứa một lượng lớn chất béo và protein. Chúng thường là nguồn dưỡng chất dồi dào cho trẻ em lẫn người lớn. Thế nhưng, nếu bạn uống ngay lúc bụng đói, các protein trong sữa sẽ không được cơ thể sử dụng, từ đó sẽ làm đường ruột bị kích ứng và gây chứng tiêu chảy. Theo đó, tốt nhất chỉ nên uống sữa khoảng 2 giờ sau bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ. Nếu bạn muốn uống vào bữa sáng, hãy kết hợp ăn cùng với ngũ cốc để đạt kết quả tốt nhất. Khi bạn uống sữa đúng thời điểm thì cơ thể sẽ ngày càng mạnh khỏe,
thúc đẩy hệ tiêu hóa và giúp nhuận tràng hơn bình thường rất nhiều. Vị trí thứ 3 là sữa đậu nành. Sữa đậu nành luôn là sự lựa chọn số 1 của nhiều người bởi hương vị lẫn giá thành. Tuy nhiên, nếu bạn uống sữa đậu nành thay cơm thì lại là chuyện khác. Mặc dù trong sữa đậu nành rất nhiều protein, nhưng khi đói bụng thì cơ thể lại không thể chuyển hóa số protein ấy thành năng lượng và không thể bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết. Uống như vậy lâu ngày chỉ khiến bạn suy dinh dưỡng lẫn mắc thêm các bệnh tiêu hóa mà thôi. Vị trí thứ 4 là các loại đồ uống lạnh. Khi bụng bạn rỗng mà lại không có đồ uống, các đồ giải khát lạnh sẽ làm dạ dày kích thích co bóp, gây ra các rối loạn phản ứng hóa học enzyme khác nhau. Ngày qua ngày, thói quen này sẽ gây nên các bệnh về đường tiêu hóa. Đặc biệt là chị em phụ nữ cần phải để ý rằng, tuyệt đối tránh uống đồ lạnh trong kỳ kinh nguyệt bởi nó sẽ làm rối loạn kinh nguyệt ngay lập tức. Vị trí thứ 5 là cà chua. Theo nhiều nghiên cứu, cà chua chứa một lượng lớn các thành phần như pectin và nhựa phenolic. Khi bụng bạn rỗng mà lại ăn cà chua vào, nó sẽ dễ dàng phản ứng với axit dạ dày, tăng áp lực dạ dày, rồi dẫn đến đau dạ dày mãn tính. Các chất dinh dưỡng trong cà chua thường chỉ là các vitamin, cellulose và nước. Vậy nên, tiêu thụ cà chua khi đói bụng không chỉ cản trở sự hấp thu của dạ dày mà còn không thể đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Tóm lại, thay vì chọn những thực phẩm khiến cho cơn đói ngày càng trầm trọng hơn, bạn nên tìm những món ăn tốt hơn như trứng, dưa hấu, các loại hạt. Hãy nhanh chóng bổ sung năng lượng cho cơ thể bằng một bữa ăn đầy đủ. Hạn chế đói bụng tới mức phải ăn các thực phẩm bổ dưỡng nhưng sai thời điểm nhé. Quý vị thân mến, nguyên nhân gây ung thư dạ dày có thể đến từ những thói quen nhỏ nhặt tưởng chừng như vô hại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì thế, quý vị hãy luôn rèn luyện thói quen sống mạnh khỏe, đừng quên thăm khám định kỳ để những tác nhân gây ung thư không làm phiền đến chúng ta. Nếu quý vị thấy các thông tin này hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới bạn bè, tới những người thân của chúng ta để cùng nhau sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.